Qua quá trình điều tra, Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành dừng xe ô tô tải do Lê Thanh Bình, 42 tuổi điều khiển, có Trần Hải Tiến, 26 tuổi đi cùng. Phát hiện bắt quả tang chở gần 5.000 gói thuốc lá với đủ các nhãn hiệu nước ngoài. Tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra còn phát hiện nhiều thùng bia nhãn hiệu nước ngoài. Bình và Tiến khai nhận trước đó có liên hệ với người bán số hàng trên tại tỉnh Quảng Trị để hẹn thời gian ra lấy về Đà Nẵng tiêu thụ. Để qua mắt lực lượng chức năng, cả hai còn lắp biển số giả cho xe cũng như đựng hàng trong các vali du lịch.